Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái kỹ thuật mà ghép cây mít Thái cho bà con xem tại vườn của bà con nông dân. Thì clip này mình quay và hướng dẫn cho chia sẻ bà con, một số bà con có thể là không có tiền mua giống á, thì bà con có thể tự nâng nhân giống cho mình về cách mà ghép mít. Thì về cái ghép này á thì đa số là ghép mắt là chính, nên đòi hỏi kỹ thuật cũng rất là cao, mà bà con ghép cũng phải rất là kỹ để cho cái máy ghép chúng ta sống. Thì về cái tỷ lệ này nó tùy vào cái tay của bà con và tùy vào cái kỹ thuật và cái cách ghép của bà con mà để cho một cây chúng ta nó dễ sống. Thì trên clip này mình quay cũng rất chi tiết, thì một số bà con có thể chúng ta nhìn vào đây bà con ghép cho nó kỹ càng và nó chuẩn cho mình. Thì cái nhất là đòi hỏi bà con là cái cây giống nè, cái thứ hai nữa là chồi ghép, cái thứ ba là bịch ni lông phủ, cái thứ tư là chồi ghép và dây quấn đầy đủ hết. Thì trên clip này mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết, từ cách mà quay, cách nói chung là chọn cái cây ghép nè, thứ hai là cưa, chúng ta là gọt cái bít gác, bít vác của cái cây ghép nè, và chúng ta làm áp cái chồi ghép vào sao cho nó kỹ để cho cây chúng ta dễ sống. Thật chắc ra cây mít bà con ghép cũng rất là khó sống, nên qua đó mình cũng quay và chia sẻ cái clip này để một số bà con chúng ta, nếu ai mà có cái nhu cầu ghép tại vườn hay tại nhà bà con tự ghép á, thì bà con có thể ghép. Thứ nhất á, bà con quan sát cái mắt ghép nha, cái chồi ghép á, bà con phải chọn cái kỹ lưỡng những cái mắt ghép nào mà có thể có cái mầm á, nó sống được thì con mới chọn nha. Chứ không phải là lúc nào bà con lấy cái chồi mầm ghép ra bà con lấy ghép á, nó sẽ sống. Cái đó là mình nhắc nhở lại cho bà con á, những cái chồi mà già cũng không già mấy mà non cũng không non, con chọn cái nửa cành chồi mắt ghép á, vừa luôn, vừa tầm á, thì con áp vào nó dễ sống và tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Thì cái đó là mình nhắc nhở bà con. Thì đây mình quay rất là chi tiết rồi, clip cũng rất là dài, nên qua đây á, bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các cây trồng về nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên của chúng ta để con xem và tham khảo về cái mô hình trồng, chăm sóc và ghép cây của bà con nông dân ở Tây Nguyên chúng ta và các tỉnh thành khác, và những cây trồng mà bà con chúng ta chưa thấy. Sau khi ghép xong á, bà con nhớ phủ bịch ni lông hết nha, cho kín á. Thì mỗi cây có mỗi cái phương thức và cách ghép khác nhau, nên bà con qua đây mình chia sẻ lại clip này. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên mình để mình quay và cho bà con xem và tham khảo. Thì clip rất là dài nên bà con cứ xem hết clip về cách mà ghép mít Thái cho mình và cách chọn chồi ghép. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.
Thank you.